nắm bắt nhu cầu cần tiền. Đang buồn hả chị? Dạ. Cần tiền mà không có tiền đúng không? Ủa, sao chú biết hay vậy? Trời ơi, vậy em mà. Đúng vậy chị, thiếu tiền kiếm hai đồn. Danh bảy bắt người sao có cái quỷ quyền nữa. Mày đủ chú lấy cái giấy tờ nhà của tôi rồi chú bán rồi sao? Như vậy là chị không sợ bị mất cái giấy tờ nhà, em không sợ bị mất 500 triệu. Chị chính hiểu em chưa, thành ra có cái giấy ủy quyền đó. Đó. Còn nhà đó sao em bán được? Giấy tờ này chị vẫn đứng tên, đâu có tên em trọng đâu. Vay tiền mất nhà. Cái lúc đó mà giấy tờ mà ủy quyền quan trọng như vậy, sao chị không tham khảo mà chị coi mà chị ký vô? Chuyện cảnh giác 16:40 chủ nhật tuần này ngày 21 tháng 11 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, mời quý vị và các bạn đón xem.